Đi xuống cái con đường này không khéo là chật chật té cả nhà. Đây bây giờ mình đi vô thôi, nãy giờ mình cũng đi xa, để quay cho cả nhà mình xem. Đó, xem nó đóng băng hết luôn, đường đi là nó đóng băng hết. Trời, mùa đông lạnh giá. Rất là lạnh luôn. Một cái khối băng dày đặc luôn, mà rất là trơn. Mình chỉ đi trong đây thôi chứ đi ngoài kia là lỡ sập một cái rớt xuống dưới là cứu hộ tới cứu mình lên nha. Ôi da. Trời, nó trơn. Kinh khủng luôn. Nhìn thì quay cái cảnh mùa đông tiết lạnh như thế này thì lên video thì rất là đẹp luôn, chứ rất là lạnh luôn á cả nhà. Tay của thiện tê cống hết luôn rồi nè, nó đỏ quét luôn cả nhà. Tại vì cầm máy quay điều khiển cái máy quay á, cho nên phải tháo cái găng tay ra để bấm nút rồi xong rồi phải đeo găng tay lại chứ hơi lạnh dữ lắm. Bây giờ thịt nó hở ra chỗ nào là một hồi nó lạnh, nó tê cống hết, đóng băng hết luôn. Rất là lạnh. Băng tiết nhìn như ở Bắc Cực kia. Nhìn như nó mình đang nhìn thấy cái khối băng vĩnh cửu ở tại Bắc Cực kia. Ở bên Alaska có một cái tảng băng không bao giờ tan, quanh năm suốt tháng luôn. Rất là trơn luôn.